Tiếp theo tập trước, tên gầy xông vào đánh Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hỏi, đánh lén, tên kia sử dụng thiên âm sát. Vô số đòn hiểm tấn công Nhiếp Ly từ bốn phương tám hương. Rất nhanh đã vây hắn vào bên trong. Nhiếp Ly khinh bỉ hỏi, cái này mà cũng gọi là đánh lén à. Nói rồi hắn nhẹ nhàng né tránh, động tác của hắn phiêu diêu nhàn tản như hành vân lưu thủy. Tên kia đánh ngược đánh xuôi, nhưng đến vạt áo của Nhiếp Ly cũng chưa chạm vào được. Hắn hoảng hồn kêu lên, hả, thiên âm sát của ta chính là bí kỹ bổn mạng, ta có thể phong tỏa hư không xung quanh. Hơn nữa quỹ tích cũng giống như sừng linh dương, không thể nào tìm kiếm được. Hơn nữa còn là đánh lén, cường giả long đạo cảnh cũng không thể nào né được, tên này đáng ghét. Nói rồi tên này ném luôn cái áo choàng ra cho đỡ vướng víu. Nhiếp ly né xong thì cười như được mùa. Ha ha ha, quá chậm rồi. Tên kia lại điên cuồng mà tấn công nhiếp ly. Nhiếp ly vừa né vừa cà khịa thằng kia. Quá chậm, người cũng chưa ăn cơm sao. Ha ha ha, thằng kia đánh mã mà không chúng lập tức nổi điên lên đáng ghét a à, à. trong lòng thẩm mỹ tên này rốt cuộc là yêu gì vậy linh hồn điện của chúng ta có cường giả như vậy sao ta lại không biết với tu vi của ta cộng thêm bổn mệnh thần thông vậy mà không đánh trúng được chiêu của hắn nhiếp ly liền hỏi chỉ chút biến hóa này thôi sao gần được rồi thế nhưng nhiếp ly đã tiếp cận thằng kia hắn hoảng ồn la lên chuyện này tốc độ này nhiếp ly lúc này đã tung cước đạp thẳng vào mặt hắn chắc là do chơi chán rồi nên mới làm vậy rầm rầm tên kia đã bị ném xuống hồ dung nham như đồng bọn của mình nhiếp ly cảm thán may mà có lĩnh ngộ đối với không gian nhiều năm như vậy mới có thể kịp với tốc độ của tên này từ trong chiêu thức kia của ngươi ta cũng lấy được không ít cảm ngộ cảm ơn nhé đột nhiên trong hồ dung nham có một cột dung nham bắn lên tên to con từ bên trong đã nhảy lên tưởng đâu đã chết dục xương rồi ai ngờ vẫn còn sống nhiếp ly nhìn thấy kêu lên ửng một tiếng thằng to con kia lúc này đã biến hình thành một con trâu chuẩn bị lao vào húc nhiếp ly Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!